Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con xin chào cô chú anh chị và các bạn đồng tu. Mình tên là Phương Ánh. Được sự động viên của Vạn Hoàng Âm, người thành lập cái kinh Nhân Quả Luân Hồi, khuyến khích mình chia sẻ kinh nghiệm học thuộc lòng kinh Địa Tạng, thì hôm nay mình xin chia sẻ một chút cái kinh nghiệm của mình với các bạn. Thì mình thuộc về căn tánh chậm lục chứ không có phải là hàng lợi căn như một số bạn, nên cái cách của mình học đó cũng rất là bình thường thôi, không có gì đặc biệt lắm. Cái lần đầu tiên mà mình đọc cái bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện này á, là phải hơn 3 giờ đồng hồ, và đọc rất là mệt vì mình chưa có quen mặt chữ á. Cho nên kinh nghiệm của mình là khi mà các bạn muốn phát tâm học vào cái bộ kinh này á, thì đầu tiên là theo cách của mình là mình phát tâm tụng cái đọc cái bộ kinh này vì cha mẹ của mình, sám hối với oan thân trái chủ của cha mẹ mình, thay cha mẹ mình sám hối là mình đọc 108 bộ để hồi hướng cho họ. Sau đó thì mình lại đọc 49 bộ để hồi hướng cho oan thân trái chủ của mình. Đọc xong như vậy thì gần như là cái mặt chữ mình đã quen rồi. Cho nên khi mà mình học á, thì nó cũng rất là nhanh. Thậm chí có những đoạn kinh mà mình gần như cũng muốn thuộc luôn rồi. Cho nên á, bí quyết là chỉ có đọc nhiều thôi. Đầu tiên các bạn đọc nhiều cho nó quen mặt chữ thì nó cũng rất là dễ học, chứ không có gì khó khăn hết. Mình có biết một cái chị kia, chỉ đọc kinh Địa Tạng này mà chỉ đọc thôi, chỉ đọc riết, đọc rất là nhiều và đọc riết mà thuộc luôn bộ kinh Địa Tạng mà chị đâu cần phải học đâu. Cho nên nó là có điều là cái thời gian của nó thì nó tương đối dài. Còn bạn nào muốn phát tâm học luôn thì các bạn phải nhẫn nại một chút. Thì các bạn đầu tiên là cứ phát nguyện như vậy đó, đọc đi đọc lại, đọc nhiều lần quen mặt chữ thì rất là nhanh thuộc. Và khi các bạn học thì các bạn chia ra từng phần nhỏ, thí dụ như là từ 5 dòng, 7 dòng hoặc là 10 dòng, mình học một đoạn như vậy á, tùy theo cái sức ghi nhớ của các bạn mà các bạn chia ra từng đoạn nhỏ hay là nó nhiều hơn một chút. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một cái bộ kinh sám hối là vô cùng thù thắng. Nếu các bạn phát tâm học cái bộ kinh này vì tất cả chúng sanh khổ nạn trong ba đường, hoặc là vì oan thân trái chủ của mình mà học, thì chúng ta có cái động lực mạnh mẽ hơn và có cái quyết tâm hơn. Khi các bạn chia các cái đoạn nhỏ ra các bạn học thuộc, thì các bạn học thuộc cho chắc cái đoạn này rồi thì các bạn mới học cái đoạn khác. Và mỗi ngày mà khi bắt đầu học lại những cái phần học cái phần tiếp theo thì các bạn phải đọc lại từ đầu những cái phần mà mình đã học qua rồi á. Nếu có bạn đồng tu mà cùng phát tâm học cùng với mình, hay là có anh chị em con cháu gì mà cũng phát tâm học cái kinh này á, cùng nhau học á, thì rất là dễ dàng hơn. Là tức là mình học xong rồi thì mình sẽ nhờ cái bạn cùng tu đó dò bài cho mình, và dò qua dò lại như vậy á, thì học sẽ rất là dễ thuộc, rất là nhanh thuộc luôn á. Còn nói về cái phần lợi ích của cái việc học kinh á, thì mình chia sẻ một chút xíu như thế này. Ai tu hành thì bất cứ pháp môn hay là phương tiện nào, như là đọc kinh, trì chú, niệm Phật, thì mục đích cũng đều muốn là khống chế cái vọng tưởng và để đạt đến cái tâm thanh tịnh. Trong cái giai đoạn mà các bạn học kinh chính là giúp cho cái tâm của mình ít vọng tưởng và thanh tịnh hơn rất là nhiều. Mình nghe Hòa Thượng Trí Tịnh có nói là đọc kinh không phải là của mình, mà tụng kinh mới là của mình. Ý là khi mình đọc kinh là mình phải dở cái cuốn kinh ra, mình nhìn chữ để đọc. Còn tụng kinh là mình đã thuộc kinh rồi và mình dùng cái sức nhớ của mình để tụng, chứ không cần phải nhìn chữ nữa, thì tâm mình sẽ thanh tịnh hơn rất là nhiều. Do mình phải dùng cái sức nhớ để mà nhớ kinh, ít bị vọng tưởng hơn. Và cái mình biết nữa là có một cái cách tụng kinh để nhiếp tâm, đó là tụng kinh không hiểu nghĩa. Tức là thông thường người ta đọc kinh đó là để hiểu nghĩa và thực hành theo cái lời dạy trong kinh, và đọc tụng để cho chúng sanh ở những cái chiều không gian khác nghe lời của cái kinh đó để được lợi ích.
thoát cái cảnh giới đau khổ của họ. Thì đó là mình phải đọc chậm rãi, vừa phải, to rõ, dễ nghe. Còn cái cách tụng kinh này á, là cái cách mà tụng kinh mà đọc chậm, vừa phải, và dễ nghe để độ chúng sanh á, là cái cách lợi tha nhiều hơn. Còn cái cách tụng kinh mà về phần tự lợi nhiều hơn là cái cách nhiếp tâm để đạt được cái xác định á, đó là tụng kinh không hiểu nghĩa. Cách này thì dành cho những người thuộc kinh mới tụng được thôi. Vì cái cách này tụng rất là nhanh và tập trung rất là cao độ. Chỉ có cái người tụng kinh mới biết là mình đang đọc cái gì thôi. Còn cái người nghe thì sẽ không có nghe kịp luôn á. Mình có nghe một cái vị thầy kể là thầy có đến thăm một cái ngôi chùa ở Miến Điện. Ngôi chùa này cũng rất là nổi tiếng. Các vị sư ở cái chùa đó thì chuyên học thuộc kinh, và họ tụng theo cái cách đó để đạt được cái định lực. Và họ có những cái bậc thầy dò kinh và những cái vị đó thì rất là giỏi ha. Dành hẳn một cái tầng lầu để chuyên việc tụng đọc và dò kinh như thế. Và ở trên cái lầu đó, cái lầu mà để mà những cái vị đó dò kinh á, thì chỉ có những cái người mà có sức định khá là tốt mới có thể chịu nổi cái lực từ trường ở trên đó thôi. Thầy đó nói như vậy, là những người bình thường mà bước lên thì sẽ khuỵu xuống vì họ không có chịu nổi cái lực đó. Nó rất là kinh khủng. Đó cũng là một cái pháp tu của họ. Và những mà mình cũng từng nghe Hòa Thượng Tịnh Không kể, mình cũng không nhớ rõ là ngài kể ở Singapore hay ở Đài Loan gì đó, có những vị cư sĩ học thuộc kinh Vô Lượng Thọ. Và mỗi ngày các cái vị đó đi làm ở sở thì có lẽ là cái công việc của họ không có cần phải sử dụng tới đầu óc để suy nghĩ. Họ thuộc lòng cái bộ kinh rồi thì họ niệm kinh Vô Lượng Thọ, họ niệm trong đầu của họ đó. Mỗi ngày họ đều niệm như vậy, và họ niệm hết một bộ thì họ quay lại họ lại niệm một bộ nữa. Họ niệm như vậy á, một ngày thì họ niệm khoảng được cả 10 bộ kinh á. Tại vì cái bộ kinh đó nó tương đối ngắn, mà mỗi lần mà niệm như vậy chắc khoảng chừng 45 cho đến 50 phút là niệm xong một bộ. Họ đến báo cáo với Hòa Thượng là họ niệm như vậy rất có hiệu quả, tâm được đạt rất là thanh tịnh. Và đây cũng là cái sự lợi ích của việc học thuộc lòng kinh đó các bạn. Vì mình có thể tụng niệm bất cứ nơi nào mà mình muốn, cũng không có cái chướng ngại gì hết á. Không có câu nệ phải có kinh kệ hay là phải có đối trước bàn Phật hay là như thế nào. Tại vì mình niệm như vậy á, là mình thuộc rồi thì mình niệm bất cứ khi nào cũng được hết. Khi mình niệm ở trong đầu một cái đoạn kinh hay là một cuốn kinh thì mình nghĩ ở cái cảnh giới của quỷ thần, cái cảnh giới khác họ cũng vẫn nghe được cái đoạn kinh đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình vọng tưởng thì họ cũng biết, mà quỷ thần họ biết mình vọng tưởng, mình khởi nghĩ cái gì họ đều biết. Thì khi mình niệm kinh thì nếu mình niệm cái tốc độ chậm vừa phải thì mình nghĩ họ cũng có thể nghe được. Và lợi ích của cái việc học kinh là mình dùng cái cách này để mình khống chế vọng tưởng rất là hay các bạn. Đó là khi mà mình vọng tưởng, mình phát hiện mình vọng tưởng thì mình có thể niệm một đoạn kinh. Một đoạn kinh thì sẽ làm giúp cho mình khống chế được cái vọng tưởng rất là tốt. Niệm cái đoạn kinh nó dễ hơn, là theo mình thấy thì nó sẽ dễ dàng hơn là cái cách mình niệm Phật. Hay là mình khi mà mình niệm Phật á, thì một câu cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cho nên có khi mình vừa miệng niệm mà cái tâm mình cũng không có tập trung được. Còn khi niệm kinh thì khác. Niệm kinh nó có một cái lợi ích hơn là tại vì nó có nội dung và nó có một cái đoạn rất là dài, nó không lặp đi lặp lại, cho nên mình phải dùng cái sức nhớ của mình để mình tập trung cao độ. Thì cái việc này cũng giúp cho mình thanh tịnh hơn. Bây giờ thì đang là cái thời điểm dịch bệnh rất là nghiêm trọng, mọi người đều ở nhà và một số tỉnh bị giãn cách, cho nên các bạn nhân cái cơ hội này, nếu nghỉ ở nhà thì mình có phát tâm học kinh Địa Tạng thì là một cái điều rất là tốt luôn. Vì cái bộ kinh này sám hối là hết sức thù thắng, rất là hiệu quả. Danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát và cái bộ kinh Địa Tạng này thật sự không thể nghĩ bàn. Lợi ích của những ai mà phát tâm thọ trì là không thể nghĩ bàn nha các bạn. Các bạn thọ trì cái kinh này sẽ luôn cảm thấy được an ổn, dù xung quanh mình có như thế nào đi nữa. Thì nhờ cái công đức mà trì tụng bộ kinh này, niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, thì các bạn
đều sẽ bình an vượt qua một cách dễ dàng. Mình chỉ nói một chút về việc học kinh Địa Tạng của mình như thế. Nếu những cái việc chia sẻ của mình có điều gì đó mà không như pháp thì mong cô chú anh chị các bạn đồng tu hoan hỷ bỏ qua cho mình. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Om Ha Ha Ha, Bun Sam Mo Di So Ha.